Này là cực kỳ khó luôn mọi người, kiểu như nó có độ khó nếu mà mọi người nó cái xe nó quay kiểu như nó bị dính hai bên á, mà nó rất là ôi. Rồi hello anh em, lại một ngày mới. Hôm nay chắc là sẽ sắp lên nên là tranh thủ ăn uống buổi sáng, nạp năng lượng vô để ăn hành. Quá sợ. Má người ta đi chicken xà tụ, người ta đi camping xà tụ đường Nguyễn cha nội này đi xà tụ quần. Cái wheel cam của em của mình. Đây rất là lạnh luôn á. Thấy lạnh. Cái vấn đề của nó không thấy á. Mình ăn sáng xong rồi mình sẽ di chuyển tiếp nha. Sao Nam? Ngồi đâu vậy? Rồi, bây giờ đi tiếp mọi người ơi. Dọn liều trại xong rồi. Rồi rác cũng gom lại đốt. Cái nào mà đốt được cái này mình đốt à. Cái bãi cam khá là chiêu luôn. Chung là view đã lắm luôn á. Con suối nè, mình thể đi ngang qua con suối ha. Nằm thì tối nước suối chảy róc rách cái kiểu đồ. Trên kia thì có cây cầu bắc ngang, sáng em đi vệ sinh đó, đi thằng đó xuống lên đi nó vệ sinh, cái xuống đây rửa mặt. Thôi giỡn thôi, let's go. Đồng đội đang chờ. Rồi, let's go. Quất đi anh. Quất đi. Đúng rồi. Đi qua giờ mấy chục cây mà ai cũng kêu đi không nổi đâu, đi không nổi đâu. Bây giờ mới có người động viên nè. Bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu nè. Chơi đi. Wow. Nhớ nha mọi người ơi, số 2 nha. Nè nè nè. Coi nè. Một rồi nó sấy không mà mình âm nó sấy không mà. Dạ dạ. Âm nó quấy rồi xong lên mà đâu. Trời bay nữ bay cơ nè. Đó thấy chưa? Nhẹ nhàng luôn mọi người. Khoan, để anh lên trước. Để anh lên trước, để anh chụp hình. Để anh trước. Cho em tới lên luôn mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Rồi rồi. Tới công chuyện. Lùi lại, cái nào lớn được thì lùi lại lấy trớn. Ok. Lên thôi. Yeah yeah. Yeah yeah. Ok, let's go. Mọi người quên. Cố lên mọi người ơi, gần ra tới rồi. Còn cả hai mấy cây nữa thôi. Cố lên. Cố lên, mình cũng chạy gần tới rồi đó. Dạ. Chút xíu tới rồi. Mình đi tới đồng bọn ở trước đó. Cứ từ, cứ bình tĩnh. Ok anh. Bên đầu luôn anh, bên đầu luôn. Ok, lên luôn anh ơi. Quá hay. Cặp phải luôn nha anh. Lên tới đó đi bên trái nha. Đi bên trái á. Lên tới đó đi bên trái.
Lên đi mọi người ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, quá dữ. Quá hay. Lên đi, lên. Cái dốc rất là ghê. Nhưng mà nó chỉ lại thôi. Không, cấp độ vừa phải thôi chứ không khó lắm mọi người. Quá bụi. Gỡ đít. Gỡ đít 150. Quá hay. Hay quá đi ơi. Rồi lên đi. Chết mẹ gãi cái con số rồi. Gãi cần số luôn rồi. Cái dốc này là cực kỳ khó luôn mọi người. Kiểu như nó có độ khó nếu mà mọi người cái xe nó quay kiểu như nó bị dính hai bên đó mà nó rất là ôi. Bình tĩnh đi ơi. Ok. Quá bụi. Lật lại. Đỉnh cao. Ê, từ thôi. Đừng có mám ga quá. Lật lại. Em nghiêng lại. Đi từ lên đây. Nghiêng qua. Đúng rồi, nghiêng qua. Đi ba. Sao dở vậy? Dở không bánh đi ba. Ô xanh. Hà báo. Mày điên quá mày. Dạ. Tao sợ mày lộn mèo quá chứ. Hả? Lộn ngược. Đâu? Lộn ngược lại á. Nhẹ nhẹ ra từ từ thôi. Không, em đang bóc đội cho nó lên. Đây là chiếc cuối cùng của đoàn mình. Lên qua khỏi dốc này, anh em đi tiếp. Đây là nửa dốc thôi. Còn đây kia nửa dốc nữa. Wow. Mới nửa dốc thôi mọi người. Mệt lắm luôn á. Tốn sức lắm luôn. Mấy anh em đi bộ. Nè, mấy anh em đi bộ cho biết cái cảm nhận, cảm giác kìa. Gì á, gì á. Không sao, đỉnh. Ê, sống ảo nữa, vô.
tới không vậy thiệt chứ. Xe mà nó ben mà nó dựng vậy là mọi người hết tưởng rồi. Bạn rồi banh banh biển số rồi mọi người, lên tới rồi mọi người, lên tới nửa dốc rồi, còn nửa dốc nữa. Wow, có mấy cục chả chào đón anh em mình. Rồi tiếp tục cuộc hành trình mọi người ơi, tới đây cũng rất mệt rồi á, nhưng mà thử thách bản thân coi cái giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Ok luôn, quá ok luôn. Hỏng bánh ghê lắm mọi người à. Giờ để làm sao qua được cái cua này nè. Giờ có hai phương án, một là tới đó xong mình lùi xíu lại, nhấc cái đầu lên. Hai là bo cua, không là đi qua đó. Chơi đi. Vậy là bo là cả chắc luôn. Lại xíu mọi người. Chết mẹ. Xây bánh rồi. Bên đây thì nó vướng vô cái cây. Bộ môn này tốn sức lắm luôn á. Mọi người chắc cũng nghe mình thở mà đúng không? Bộ môn này thật sự rất là tốn sức luôn. Tay lái khá ở nhà. Mình không phải là tay lái giỏi gì. Mình cũng thật gọi là trung bình. Mình muốn trải nghiệm cái cung này để nâng cao cái tay nghề của mình lên và quay những cái video xịn sò cho mọi người coi. Cái trải nghiệm này thật sự là trải nghiệm để đời, nên thử một lần. Hoài vậy. Ok. Cái này hơi khó nè. Này hơi khó xíu nè, biết sao. Dưới bụi cây mình phải chịu cái chân qua bên trái và chiếc xe nó sẽ bên qua bên phải. Nhưng cái điều đáng ngại ở đây á là chân mình chống không tới. Chết tiệt. Đã luôn. Có xíu nữa. Tí nữa thôi. Ê, ê, ê. Wow. Mệt lắm luôn mọi người. Mệt kinh khủng. Sau khi mà vượt qua cái dốc đó rồi mọi người, tận hưởng cái đường đường rừng nó khá là đồng bằng phẳng. Theo mình gọi là đồng bằng thôi. Ra đang ở trên núi, trên đồi. Wow. Nhưng mà chạy đường này á, thì chạy bao nhiêu cây cũng được. Chứ mà đường như nãy á, xe lên không nổi mọi người. Nhất là nó hẹp quá, nó bị cạo bánh xe nè. Thứ hai là nó bị xây bánh, làm cho mình lên không được. Mất thời gian lắm luôn mấy cái đoạn đường đó. Bây giờ mình không có thắng chân nha, tại vì gỡ mấy cái gác giò ra hết rồi, chỉ là xài thắng tay với lại thắng số. Wow. Chứ mà con winner này dàn chân nó khá là cao, nên là mình di chuyển gì trong đây cũng khá là dễ đó, những cái con đường vậy thôi.
còn những con đường dốc có cái rãnh ở giữa xe nào cũng như xe nấy rồi mọi người, chỉ có mấy chiếc cào cào đi vô đây ok, quá là ok luôn. Ôi tới rồi mọi người ơi. Không. Đây là tấp đầu, đây là tấp xịn sò. Mới đẹp. Mới đẹp. Giờ mình ok phía sau của mày không? Còn 4 5 người nữa. 4 5 người nhưng mà 30 phút nữa tới. Hứa. Nhưng mà có chia ra nhiều nhóm nhỏ không? Không, đi chung. Đi chung không? Đi chung. Để biết. Đây nè mọi người, mình mẩy tôi nè. Tới chỗ ăn trưa. Mấy chiếc số gãy rồi, gãy gần số hả? Gãy hết luôn rồi. Gãy rồi. Bánh tét. Chả lụa. Ăn xong rồi bắt đầu bào tiếp nha. Xe mà có một vài khúc dướng. Qua những cái con đồi chập trùng đó mọi người thấy không? Nhưng không sao, em bẻ qua cái một à. Sao mà ngăn bước được mình? Đúng không cư? Đúng rồi, tại bây giờ ngăn bước được mình đâu có bước lại được đâu. Đó, con đây là anh Cư mọi người. Anh Cư là chuyên dẫn những cái cung tài năng Phan Dũng. Wow, cao dữ. Dạ. Đi cặp mé này được không anh? Đó, cái đường này nè. Cỏ rất là nhiều, khá là ghê. Wow, đẹp quá. Xuống đồi trọc mọi người. Cái gác chân mình không có, mình phải đạp vô cái thắng. Thiệt, mệt gì đâu á. Nếu mà đi con ẹt của tôi thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn mọi người. Ê, rớt, rớt ngày rồi trọc ơi. Không nổi đâu. Rớt rồi. Từ từ thôi để ơi. Ồ, đây cao lắm luôn, 75 độ mấy cha. Cái này 75 độ ít ỏi gì. Cao lắm luôn á. Cao quá rồi. Nè, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ngã đi không, ngã đại đi không, rồi. Leo lên. Đừng có bóp con nha. Thôi, 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 một cái xuống đánh hai đi ngoài. Để sao, hai con xuống đánh. Xuống đánh đây. Xuống đánh, xuống đánh. Đây, đây, đây nha, đây. Giữ nha, nhấc cái đầu, nhấc bụng nha. Đừng cho chạy xuống nha. Hai, quá. Rồi, rồi, đi. Rồi, bây giờ bóp. Thôi khỏi 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 nhắc, bóp con nó xuống xuống nhấp nhấp xuống lại rớt xuống. Ê, vô đi, ê đừng. Vô xe ngồi đi. Leo lên. Xe ngồi đi, đừng có bóp, đừng con, bóp con. Leo lên đi rồi bóp. Leo lên đi. Không leo lên buông. Mình xe ngồi rồi bóp thắng ướt, thắng sao. Thắng sao luôn. Rồi bóp bóp con nhẹ nhẹ thôi. Rồi buông. Buông 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 cái thắng sao nè, buông thắng sao nè. Đừng đừng có bóp con nữa nha. Bóp nhẹ nhẹ. Thắng trước giữ chưa? Rồi bây giờ bóp bóp nhẹ nhẹ thôi, bóp nhẹ cái con thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi rồi cứ vậy đi đi. Rồi. Đừng có đạp tháng sau. Rồi vô rồi đó. Rồi từ từ xuống nha. Quá đã luôn. Dốc là dốc này nó cao đừng có nói tới luôn mọi người. Cao dữ lắm. Tắt phải xuống thôi. Bây giờ đi cái đường giữa hoài thì biết chừng nào mới thoát khỏi cái vỏ bọc của bản thân. Muốn trải nghiệm đó là đi đường ngoài. Mình không có cái gác chân thì mình hơi khó chịu xíu.
trục rất là ghê. Không được thì chắc mình cho nó chạy ở dưới luôn quá. Hơi bị rén luôn á trời. Không muốn ghét chừng khó chịu thiệt chứ. Nhưng mà cái này chắc cũng không có cần ghét giò làm gì, phải chống giò mọi người. Thôi cũng khá là ok. Ok, game này dễ nha. Ok nha mọi người. Hey. Cao cao thì chắc là ok hơn. Rồi, hoàn thành cái dốc tiếp theo. Còn nhiều cái dốc đó mọi người ơi. Lo mà trải nghiệm luôn. Bởi vì tôi nói đi xong cái cung tà năng Phan Dũng này thì vô cây không chắc nhắm mắt chạy. Nó vui đó mọi người. Quá đã. Xe giờ đâu có vô số được, mình cứ cài số 1 mình đi ngoài. Wow. Mấy con dốc thiệt là khủng khiếp. Phải dùng từ là khủng khiếp luôn mọi người. Coi trên video nó không có đã. Thật sự luôn, coi trên video nó không hề đã chút nào. Mọi người phải tự mình khám phá, tự mình trải nghiệm. Thì cái chuyến đi mọi người nó sẽ gọi là tuyệt vời nhất luôn. Như đường sao băng anh rớt banh sát. Đứa nào cũng rớt hả? Đứa nào cũng rớt. Em rớt xong rồi mấy ông kia đỡ mệt quá xong rồi rớt tiếp. Xong rồi hết đó được rồi. Uống nước đúng không? Nước. Máy dở ghê để không uống nước ông nào bán à. Dạ em coi chai nước chỗ nào em cứ húp đại đi. Thường còn nước không Phương? Anh giờ anh hết nước rồi. Không, đi tới giờ xíu nữa là có nước rồi. Đi tới được. Máy đi nãy giờ không được. Ủa ăn uống gì chưa? Chưa. Ủa cái này có ăn hả? À có mấy miếng chả. Chả gì đồ anh Tết.